Hello, Brenda Lee xin được mến chào tái ngộ đến tất cả đồng hương Việt Nam đang theo dõi chương trình đầu tư địa ốc ở bên Mỹ và làm giàu với Brenda Lee trên mạng xã hội. Trước khi trở lại chương trình ngày hôm nay, Brenda xin phép được mượn làn sóng để cảm ơn đến tất cả những cái tin nhắn, những cú điện thoại mà quý vị đã liên lạc đến học hỏi, tham khảo cũng như là đầu tư với văn phòng. Quý vị cứ yên tâm, tất cả những cái gì Brenda nói ở trên mạng, Brenda sẽ thực hiện y như lời mình đã nói. Quý vị nào mà nếu tham gia mà ở cái vị trí có thể thực hiện được thì chắc chắn là cả hai bên chúng ta đều sẽ làm giàu năm nay nhiều hơn năm ngoái. Hôm nay thì Brenda xin phép được bàn về vấn đề credit report. Kính thưa quý vị, có một cái credit mà tốt ở bên Mỹ là một cái chuyện rất quan trọng đối với tất cả những người sống ở trong nước Mỹ, đặc biệt là dân đầu tư. Nói ra thì nghe nó rất là khó tin nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Một người mà có thể một cái credit tốt, cái khả năng của họ đầu tư địa ốc có thể cao hơn một số người có vốn nhưng mà lại bị bad credit. Dĩ nhiên là cái vấn đề này mình phải bàn thảo rất là chi tiết trong tương lai tại sao Brenda nói như vậy. Nhưng mà đây là thực tế, kính thưa quý vị. Cái credit report của quý vị, cái điểm tín dụng của quý vị vô cùng quan trọng. Thành ra hôm nay Brenda sẽ không có làm mất thời giờ của mọi người mà sẽ nói trực tiếp những cái việc chúng ta nên làm và những cái việc chúng ta không nên làm. Hy vọng là cái chương trình này sẽ giúp cho một số đồng hương Việt Nam có một cái kiến thức rộng rãi hơn nữa về credit report. Bây giờ Brenda nói tới cái những chuyện mà chúng ta đặc biệt quan trọng nhất nè. Là thứ nhất là quý vị nhớ cái ngày trả tiền thẻ tín dụng rất quan trọng. Cái ngày trả tiền nhà rất quan trọng. Nói chung là due date is very important. Quý vị nhớ không cần mình trả hết toàn bộ số nợ, nhưng mà trả nợ đúng ngày là một trong những cách làm cho cái tín dụng của mình nó tốt và nó không có bị tụt điểm. Cái thứ hai đó là quý vị nhớ hôm nay Brenda dặn là quý vị có rất cái nhiều thẻ tín dụng, tốt hơn là quý vị xài một cái thẻ mà quý vị xài hơn 30% của cái thẻ. Có nghĩa là nếu cái thẻ của mình là 10.000 đô la thì cố gắng giữ làm sao đừng có xài hơn 3.000 một tháng. Thà là quý vị xài rất nhiều thẻ mà cái thẻ nào quý vị cũng giữ dưới 30% ratio của cái tiền mà mình được cho mượn á, thì chắc chắn cái khả năng của quý vị được tăng điểm lên nhiều hơn và ít có bị giảm số điểm xuống. Dĩ nhiên là nếu quý vị mà max hết toàn bộ thẻ, quý vị xài thẻ quý vị chỉ trả minimum payment, quý vị không có tiền trả nợ, chắc chắn là cái tổng số nợ của quý vị nó sẽ ảnh hưởng tới cái số điểm. Nhưng mà nếu quý vị là những người đang coi chương trình mà quý vị có khả năng trả tiền nợ giống như những người có tiền ở bên nước Mỹ thì quý vị nhớ là trả tiền đúng ngày và cố gắng xài rất nhiều thẻ, nhưng mà thẻ nào thì cũng phải giữ dưới 30% debt to ratio. Một cái nữa là quý vị đừng có nên run credit everywhere. Thí dụ mình đi shopping đi, mình mua hột xoàn, cái Macy nó nói quý vị mở thẻ tín dụng hôm nay với Macy hay là Tiffany, hay là quý vị mở thẻ với De Beers, người ta bớt cho quý vị 10%. Thì quý vị phải suy nghĩ trước khi cho người ta run credit của mình, là có thể quý vị bước bớt được cái 10% đó, nhưng mà quý vị nhớ là mỗi lần điểm của quý vị bị run, có nghĩa là credit check á, là quý vị sẽ bị hit. Mà every time quý vị bị hit, mỗi lần quý vị bị hit á, thì quý vị có khả năng sẽ bị giảm 10 điểm là chuyện rất bình thường. Còn nếu như mà mình đứng ở trong cái vị trí là thí dụ như mình đi mua nhà mà mình bắt buộc phải run credit report, cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi thì mình run, nhưng mà đừng có đi hết cái tiệm này tới cái tiệm kia đưa social an sinh xã hội cho người ta run. Đó là một trong những cách mà làm cho credit của quý vị giảm rất nhanh, rất lẹ và rất là khó chữa. OK. Rồi một cái khác nữa là nếu mà quý vị nào không thích người ta run thẻ tính, không thích người ta lấy social security của mình để mà check thẻ tín dụng, quý vị có thể sử dụng cái mạng xã hội của chính phủ mà mỗi năm chứ quý vị chỉ được run một lần miễn phí. Đó thì trong cái chương trình này ai mà muốn thì cứ inbox cho Brenda. Brenda sẽ cho quý vị cái link để quý vị tới thẳng đó. Ví dụ như là quý vị bắt buộc phải run credit check để xin việc làm, hay là quý vị phải run credit check vì quý vị đi làm giấy tờ ly dị hay một cái lý do gì đó mà ai hỏi quý vị cái credit report, thì quý vị có thể sử dụng cái link đó. Tại vì mỗi năm một công dân của nước Mỹ được quyền sử dụng một lần, quý vị có thể run cái credit check của mình, rồi quý vị print out cái credit report, rồi ai cần thì quý vị cứ đưa cho người ta, thay vì là quý vị gặp bất cứ cơ quan hội đám nào đó, một cái lý do gì đó
mà quý vị giao cái Social Security của mình cho người ta. Đây là một cái sự nguy hiểm, rất nguy hiểm nếu quý vị là những người không muốn bị bad credit, kính thưa quý vị. Rồi cái khác nữa là đừng có bao giờ mà đóng những cái credit tín dụng mà quý vị không thích, hoặc là đóng checking banking account tại vì quý vị không sử dụng nữa. Quý vị phải cẩn thận. Dĩ nhiên là nếu cái công chuyện cần phải làm thì chúng ta sẽ thực hiện rồi, nhưng mà cứ mỗi lần quý vị không thức xài thẻ tín dụng nữa, thà là quý vị cắt bỏ nó đi, chứ quý vị không nên đóng, close the account. Vì đây là cái system của nước Mỹ, chúng tôi không giải thích được, it is what it is. Cho nên là thay vì mình đóng thì mình cứ cắt bỏ thẻ tín dụng, nhưng mà khi nào họ muốn đóng vì quý vị không xài lâu năm thì để cho họ đóng, còn mình tự đóng thì cái khả năng mình có thể bị bad credit, bị hit cái điểm là cái chuyện có thể sẽ xảy ra, kính thưa quý vị. Và lý do mà Brenda nói rất nhiều về credit hôm nay là tại vì tuần qua có rất nhiều người liên lạc muốn hỏi là nghe Brenda nói cái dù mua nhà không cần tiền down hấp dẫn quá, mà tại sao? Kính thưa quý vị, credit điểm tín dụng rất quan trọng trong khi quý vị muốn tham gia chương trình mua nhà không cần đồ, không cần tiền down của mình. Thành ra là nếu mà quý vị nào mà muốn tham gia cái chương trình này, Brenda xin lặp lại một lần nữa là có rất nhiều người sống ở nước Mỹ cho tới ngày hôm nay sau bao nhiêu năm vẫn cứ nghĩ rằng là mình trả nợ, mình pay up cái nhà hoặc là down thật là nhiều là cái chuyện nên làm. Brenda không có nói là quý vị đừng làm, Brenda chỉ nói là nếu quý vị muốn làm giàu á thì nhà giàu không bao giờ làm chuyện đó bên Mỹ, kính thưa quý vị. Như vậy thì Brenda đang nói cái gì? Ở bên Mỹ á, quý vị đi mua nhà quý vị không có nên down nhiều quá, nhưng mà quý vị muốn giàu á thì quý vị phải mua thật nhiều cái nhà trong cùng một lúc, và mỗi cái quý vị chỉ down một ít mà thôi. Cái này tiếng Anh người ta gọi là leverage. Còn tiếng Việt Nam mà nói một cách bình dân, dễ hiểu, ai cũng understand đó là mượn đầu heo nấu cháo. Có nghĩa là quý vị đi mượn nợ của người khác làm giàu cho bản thân mình. Nhưng mà dĩ nhiên là đừng có tự làm, và đừng có làm theo xu hướng của mình, mà nên tham gia đầu tư với những cái văn phòng như chúng tôi, những người chuyên nghiệp, và chúng tôi đã đi lựa những cái nơi quý vị nên làm, nên đầu tư như thế nào. Thành ra là nếu theo dõi chương trình này mà quý vị cảm thấy có lý, mà quý vị muốn cùng với Brenda làm giàu, quý vị cùng đầu tư với văn phòng chúng tôi, hoặc là quý vị muốn tham khảo những cái chuyện mà quý vị đang thắc mắc mà có liên quan tới mượn nợ nè, để mua nhà, hoặc là mượn nợ để mua bán cơ sở thương mại, quý vị cần mua bán cơ sở thương mại, hoặc là quý vị cần đầu tư ngoài tiểu bang, trong tiểu bang Cali, hoặc là quý vị là những người sống ở những cái nước khác mà quý vị muốn đầu tư trong nước Mỹ, tất cả những cái gì mà chúng tôi vừa mới nói, văn phòng đều có thể giúp cho quý vị. Chẳng những giúp cho quý vị một cách chuyên nghiệp mà sẽ chắc chắn giúp cho quý vị sẽ rất là thành công. Và cái quan trọng hơn nữa là cái khả năng mà quý vị thất bại rất là thấp. Thành ra là cảm ơn quý vị rất nhiều. Hy vọng là Đồng Hương Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi, cũng như là sự yêu mến của chúng tôi dành cho Đồng Hương Việt Nam. Xin quý vị cứ liên lạc với Brenda qua những cái contact ở trên màn hình. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện nhiều hơn nữa. Brenda hứa với quý vị là theo chương trình của chúng tôi, chắc chắn năm sau quý vị sẽ giàu hơn năm nay, hoặc ít nhất là quý vị sẽ có cái nhà mà mình nghĩ là mình không có thể mua được, hoặc là thẻ tín dụng credit của quý vị sẽ dồi dào hơn, số điểm của quý vị sẽ tăng hơn nếu mà chúng tôi có được cái cơ hội giúp đỡ và làm ăn với quý vị. Và Brenda xin phép được chia tay ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra nghe Brenda nói chuyện. Chúc quý vị một tuần lễ thật là như ý, một buổi chiều Chủ nhật thật là bình an ở Mỹ cũng như là ở tất cả các nước mà quý vị đang theo dõi chương trình của Brenda Lê nói chuyện ở trên mạng xã hội. Cảm ơn. See you next time. Have a fantastic day. Take care.